sẵn nó đòi ra nè các bạn. Giữ vậy con, từ từ mở ra nha, từ từ ra đi con, ra cha. Cưng không các bạn, cưng không các bạn. Cưng á. Nhớ lên, đó, nhớ lên cưng không các bạn, đó, nhớ lên nè. Chừng nè, nhớ lên con, nhớ lên. Ra con, ra. Ra chụp đi, chụp sao nay vậy con, sao nè, vuốt nè, nay cho vuốt đầu phải không, nè vuốt nè, nay nó cho vuốt nè các bạn, ngày hôm qua nó không chịu. Chụp vậy con cưng ơn. Về nha, đi ra ngoài, đi ra ngoài vô chuồng con, đi vô chuồng nha, rồi vô chuồng đi, rồi vô chuồng đóng cửa lại. Chúng nữa thả ra nha. Mở cửa ra. Ra đi, ra chạy đi. Đi, ra chạy. Ra chạy nè. Chạy. Rồi tao coi, mở cửa ra nè. Nó ra đặng nó đợi hai cúng cưng này nè ra nè. Giờ kiếm ăn phải không? Vô kiếm ăn này đó, cưng không các bạn. Vô trong nhà mà cũng giỡn cái này. Cưng không? Vô nhà mà giỡn nè. Thôi được rồi đây. Gì mà sủa dữ vậy con? Hai con nè. Gì buổi sáng mà sủa dữ vậy con? Có thấy ai đâu mà sủa dữ vậy hả? Có thấy ai đâu mà sủa? Trời ơi, sáng mà sủa nè các bạn ơi. Nó ra ngoài cổng nè, nó đứng canh cổng nó sủa nè, thấy không? Nó dòm mình đó các bạn. Sủa đó. Phong độ không? Mới tắm đó các bạn, lòng còn ướt như mem nè, thấy không? Tắm cho nó mát mẻ sạch sẽ. Cái cưng không? Bỏ giải vô cho mau khô đó. Tôi ăn cho cúng cưng nè, giờ cho nó ăn nè, mới tắm xong rồi cho nó ăn rồi, vô ăn nè, vô ăn con đó, vô ăn đi con, cưng không các bạn. Giờ ra phải không, đòi ra phải không, rồi mở ra, lông nó khô à, tắm rửa lông nó khô à. Mở ra cho nó chơi các bạn ơi, khô lông rồi đấy. Sạch sẽ rồi. Ra ngoài chơi ha. Nhớ lên. Rồi. Trời lạnh, con vàng phú quốc nó nằm trong đây nó ngủ các bạn ơi, nó không chịu ra ngoài, thấy không? Nó nằm nó ngủ nè, ngủ ngon lành luôn nè, thấy không? Nhảy lên. Cưng nè, nay nó cho rời đầu nữa. Cưng nè các bạn ơi, cưng nè giờ nó thường lắm, cưng á. Cái mặt đó nó nhìn thấy cưng không? Quen nha con. Con ngó gì, ngó ăn phải không? Leo lên nè, leo lên đây con nè, nó không nói nó không nghe các bạn ơi. Leo lên con đó, nó leo lên đó các bạn, nó leo lên nó nghe lời á, quen không? Cái bộ dạng nó ngồi các bạn, nó ngồi cái lưng đó nè, cái sọc xe lưng đó nè, đẹp ghê không đó, phong độ không đó, phong độ ghê không đó, nhảy xuống nè. Chàng phú quách nó ăn nè, dễ thương không các bạn, cưng không, thấy thương không, phong độ ghê không các bạn, ăn tạp lắm á, nó ngó ra đường.
nó ra ngoài cổng mà nó không dám ra này các bạn, nó ngó ra đường. Ở nhà nha, không có ra đường nha con. Quán nha, không có ra đường nha. Trời đất. Đó, nó ngó ra đường đó các bạn. Nó ra mừng mình nè các bạn. Đó, hai con nó ra nó mừng mình. Đó, ra nó mừng mình là coi. Nè. Coi. Coi. Sáng ra mừng phải không? Nhả lên coi. Dồn ra đường nè. Đây coi. Đây coi, ở đây, ở đây. Nè. Nó hừ đó các bạn, nó gặp chó hừ nè. Nè có nó hừ nè. Cưng không các bạn, đẹp không? Quá đẹp luôn. Ba con tập trung trước sân nè. Buổi sáng ba con ra mừng là mình nè. Con đó là đẹp nhất á. Cú quắc á. Nhảy lên. Nó ngồi nè. Nhảy lên. Dữ quá. Nó ngồi yên cưng không. Nó mừng mình nè các bạn, ra nó mừng nè. Đó, cưng không ba con nè. Cưng không. Thôi từ từ vô, mở cửa vô. Cưng không các bạn. Nè.